anh không thị trường. Đây là hip hop không phải pop cũng bình thường. Nhạc của anh là thương hiệu của đường phố. Nhạc của anh là phải mặc trên ô tô. 10 năm mới phong cách Underground không còn nằm ở trong sạch Trường mà anh học lấy bằng tốt nghiệp ở ngoài đường. Nhà anh đã viết sách cùng với trên giữa. Ai đã nằm rơi phát âm thanh cả Tay của anh đang bận và phải đem mây ta đã lá. Em mơ bây giờ chứ phải lúc cần anh cao su. Bởi vì chưa đến lúc anh cần phải Không cho mà hơi bạo lực không thiện lại. Nhà anh kể nghe vì góc cạnh. Nhà anh là đàn bầu chơi cái thích và champagne. Nhà anh là tình nhân làm em phải nhớ đến thăm anh. Yeah, look so fine. Nói thì ít câu sai, có một câu ai ở mấy tao phanh nó cứ bắt như trong nhà. Chẳng có gì mà phong và tôi bật nhạc anh mà thông tai. Lại nhắn cho anh là bọn em tới đây. Muốn nằm trên sofa cùng anh vào tối nay. Nhạc của anh đi toàn tới cho các em muốn tới say. Pull up với anh xong đi cắt cà phê chỉ muốn từ chối ngay. Anh vẫn ngoài tận là tốt mỗi khi việc tới tay. Anh vẫn coi hay đời là tốt còn anh là cối sai. Không sai hết hôm nay thì anh để tới mai. Cả anh lời nói rồi cái gì đó đây là ối sai. Yeah. Anh ban ngày em sẽ cười ha ha ha. Đêm dù chỉ còn tim Anh sẽ là chàng trai hàng ngày em thầm thương. Nên đầu gối em vẫn đêm sẽ thường thấm. Nhà anh gây nghe nên em khó có thể cai. Em xinh như thế kia không dành cho anh thì để ai. Anh bật mi giờ anh có đến 3 chân. 3 chân để đứng gần chân và anh gửi em. Gửi đến hater là chân thành và cảm ơn. Chơi hip hop dù cũng may làm bôi trơn. 2006 bán linh hồn cho âm nhạc. 2020 nhân tầm bắn thơ vàng bạc. Không cần nghe vàng trong mấy game của hip hop. Nhạc tôi đôi khi là cơm tròn với thịt hộp. Nhạc tôi là tập trung vào ngư và vi ca. Nhạc tôi từ vũ trường cả đến quán bia. Bọn anh yeah look so fine. Nói thì ít câu sai có 1 0 2. Ở mấy tao phách nó cứ bắt trước trong nhà. Chẳng còn gì mà phong bắt cũng bật nhạc anh mà thông tai. Lại nhắn cho anh là bọn em tới đây. Muốn nằm trên sofa cùng anh vào tối nay. Nhạc của anh đi toàn quyền trước em muốn tới say. Pull up với anh xong đi cắt cà phê chỉ muốn từ chối ngay. Anh vẫn ngoài tận là tốt mỗi khi việc tới tay. Anh vẫn coi hay đờ là phút còn anh là cối sai. Không sai hết hôm nay thì anh để tới mai. Chẳng lời nói rồi cả khi thôi nên là ối sai. Yeah.